Hello, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Em mới vô thì cho mình nút subscribe, nút like và được hơn thì nút chia sẻ để kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Ok. Hôm nay mình sẽ chơi Quỷ Tướng Triệu Vân nha anh em. Tay bạn có con rắc á, nên mình một cái lưu ý là anh em ăn con bùa xanh, anh em đứng người sau lưng con bùa nè, để lỡ nó có kéo á thì nó kéo mình ra nè. Như trường hợp này thấy không, nó sẽ kéo mình ra, mình chạy ra vô kịp đúng không. Nếu mình đứng ngoài trước con bùa là thế nào con bùa cũng bị nó kéo ra ngoài rồi, là mình bị thọt à. Như vậy thì mình không có thọt nha anh em. Đó là một cái mẹo nhỏ để anh em chơi cái Quỷ Tướng Triệu Vân này tốt hơn nha anh em. Ok, hôm nay mình sẽ đi rừng phong cách là full thủ nha anh em. Mình chơi theo cái thời kỳ ngày như lúc mấy cái mùa 2, mùa 3 đó. Cái lúc mà tướng đấu sĩ đi rừng á, người ta hay chơi tướng Triệu Vân đi rừng mà lên theo phong cách full thủ. Nhưng mà giờ cái trang bị nó không giống như hồi lúc ban đầu, nhưng mà mình cũng sẽ chơi phong cách full thủ để coi full thủ thì còn chơi tốt trong cái meta hiện tại không nha anh em. Mới vô thì nó cướp con bùa đỏ của mình rồi nên là mình không có bùa. Nhưng mà hên mình ăn cái đám quái của bằng mít nên giờ mình vẫn lên được cấp 4 nha anh em. Ok, mình sẽ tích cực farm. Tướng Triệu Vân là một tướng late game rất là tốt luôn, nên là mình cố gắng farm để mình lên đồ nhiều nhiều một chút là mình thoải mái cân tất nha anh em. Ok, cứ farm thôi, anh em cứ bình tĩnh, đừng nóng, cứ từ từ mà chơi thôi. Được rồi, trụ người ta với anh em ơi, mình ăn con rồng này đi anh em. Rồi ai mà cướp bùa đồ của ta thì sẽ trả giá thật đắt nha anh em. Mày cháu ơi, không đủ đam giết mình đâu bạn ơi, nên quá xíu nữa mình chết à. Triệu Vân thì mấy mùa gần đây thấy sức mạnh đó, khi mà nó kết hợp với những cái phù hiệu và những cái bộ đồ mới bây giờ thì mình thấy nó chơi khá là ngon nha anh em. Chất tướng cơ bản dễ chơi mà dễ leo rank, mình thấy nó chơi khá là ok đó. Những anh em nào mà chơi tướng không cần kỹ năng thì chơi nó đi, nên tập chơi nó. Mình là một người chơi tướng kỹ năng thấp, thường hay chơi tướng kỹ năng thấp, không có chơi với kỹ năng cao nhiều, nên mình cũng chơi nó nha anh em. Ok, cái bản ngọc thì mình sẽ chơi cho nó là bản ngọc đỏ 10 viên công vật lý xiên giáp, ngọc tím 10 viên tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh mình sẽ lên 10 viên công vật lý xuyên giáp nha anh em. Phần trang bị mình sẽ để bên dưới nha. Phần trang bị phù hiệu mình sẽ để bên dưới anh em tham khảo nha. Đây thì phong cách chơi của mỗi người là tùy mỗi người, mình sẽ chơi theo phong cách chơi khác nhau. Trận này thì mình chỉ test thử coi cái meta hiện tại mình có chơi theo phong cách full thủ thì nó còn ok hơn nha anh em. Anh em nào mà thích thì mình tham khảo mình chơi thử. Ok, chơi cái phong cách này thì mình tính chất khổ báo chơi rất là ngon nha anh em. Mình có thể ban trụ giết AD đồ này nọ của nó rất ok. Mình thì rất thích khổ báo nên là mình chơi theo phong cách vậy thôi. Ok, bạn đợi đó đi bạn ơi, mình hồi cái anti kìa thì mấy bạn đừng có hòng mà chạy thoát mình. Mày cho bữa chạy nè, chạy nè, quýnh tôi nha bạn. Thôi bỏ đi, mình farm tiếp thôi anh em. Mình không có máu nhiều nên mình cũng không có chơi liều được. Chơi Triệu Vân đặc biệt là anh em chơi, anh em nên để ý á, mình một combo chiêu nếu mà mình kết liễu được nó thì mình kết liễu, nếu mà không thì mình nên bỏ nha anh em, đừng chơi mắm dố quá. Thật sự mình chơi mình phải giữ kẻ thôi, đừng nóng quá,
nhiều lúc nóng quá mất khôn á, mình nên chơi theo phong cách mà cứ combo một combo ra mà thấy kết liễu được nó, nhắm mà mình đủ khả năng giết nó thì mình giết, còn mình giết không được thì thôi mình bỏ, mình cứ đi farm gì mình tiếp tục công việc của mình đi, đừng có đứng dâu như dưa hay là gì đó, thọt vàng cũng chả có được gì đâu. Triệu Vân mà càng lát game càng ngon mà, nên anh em cứ farm thôi, farm và farm thôi, không có vùng xanh. Mình thích chơi với bạn Búp à. Bạn Búp nãy giờ không xanh nổi với mình luôn. Ok, anh em thấy cái độ trâu của Triệu Vân khi lên thủ không? Mình có thể tồn tại giữa 3-4 người luôn á. Nói chung là mình mở giao tranh cũng tốt, mà mình đứng mình combat tổng giữa các team địch thì cũng ok. Ok, pha này mình xử luôn cái hàng này luôn. Nói chung mình sát thương chuẩn mà, nên là mấy con trâu đồ này nọ mình chơi được hết á anh em. Trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Với cái mức độ mà xanh như mình hiện nay thì con bò mình quýnh cũng chết nữa, nói chi là mấy con bình thường. 405 rồi nha anh em. Triệu Vân là chất tướng nội tại mình, cái nội tại nó là hạ hoặc phụ là sẽ cộng công vật lý nữa, nên là anh em cố gắng hỗ trợ tem nhiều vào, tự nhiên cái lượng đam mình sẽ tăng lên thôi. Chạy đi bạn, chạy đi bạn. Thì ra bạn chọn cái chết. Ok, mình ăn hết rừng của nó luôn, không cho nó cơ hội nào mà để xanh lại được hết anh em. Nội tại của Triệu Vân dòng cộng thêm nội tại quái rừng nữa là nó tăng cái lượng sát thương đáng kể luôn nha anh em. Bởi vì Triệu Vân nó đi rừng là rất là mạnh luôn. Lần sau mình sẽ làm một cái clip Triệu Vân đi top cho anh em coi nha. Triệu Vân đi top cũng khá là phế, có thể là nhiều chất tướng cơ động hoặc là rất là ngon, nên là nhiều lúc Triệu Vân sẽ là hơi phế, nhưng mà thật sự nếu mà chịu chơi thì có lẽ Triệu Vân đi top vẫn khá ổn nha anh em. Triệu Vân đi top mà đến mà có đồ rồi thì cũng không ngán thằng nào đâu nha anh em. Một bổ một em luôn. Ok, mình lại farm tiếp thôi. Dù ai làm gì là mình vẫn phải tích cực farm thôi anh em. Farm cho full đồ lên đánh cho anh em coi cái phong cách mà full đồ thủ cho anh em coi nha. Trận này mình sẽ cố gắng bất tử cho anh em nha anh em. Ok, được một món khác phép rồi. Có lẽ bây giờ là độ trâu của mình cũng khá trâu rồi đó. Cái skill ma lốc được rồi đó. Triệu Vân mà đi rừng có bùa trên tay thì cái đổ hồi chiêu của nó rất là nhanh luôn, nên là mình chơi rất là thoải mái luôn. Đi mình có thể dùng chiêu 1 chạy lia lịa luôn nha anh em. Đây, một pha băng trụ giết bạn trong trụ luôn. Anh em thấy cái độ trâu thì mình có thể tạo mấy cái pha highlight như vậy, giống như là trụ là không có gì hết trơn, chơi thoải mái. Anh em cứ chơi trụ thì bất chấp trụ luôn. Quá đông quá nguy hiểm anh em ơi. Nhưng mà với độ trâu của mình thì xác định, trừ khi đứng trong trụ thôi, chứ đứng ngoài thì mình không có ngán bạn nào hết trơn nha anh em. Trận này mình đánh khá là kỹ nên chưa chết. Bình thường mình thấy chơi giờ này là hổ báo là chết mấy mạng rồi. Lần này mình đánh hơi kỹ nên là vẫn chưa chết. Mình có thể tận dụng cái anti, tại vì lúc này anti nó hồi khá nhanh, nên mình có thể tận dụng cái anti để xài farm quái luôn cũng được. Nói chung là có tầm 10 giây thôi, mình đi ăn vòng là mình hết, là đủ 10 giây nó lại hồi tiếp cái anti rồi. Không sao, mình tận dụng nhau để mình farm cho nhanh nha anh em.
cũng giống như vậy, thì khi mình đẩy trụ mình cũng có thể tận dụng cái anti để nó có sát thương chuẩn, mình sẽ đẩy trụ nhanh hơn nha anh em. Đó là những mẹo nhỏ để mình chơi Triệu Vân. Ok, cái nick này mình mới tạo lại để mình làm, chắc mình sẽ làm một chuỗi series mà chơi những vị tướng cơ bản để có thể leo lên cao thủ. Nói chung nick mới thì mình có một vạn tướng thôi, mình không có nhiều tướng nên mình sẽ chơi một số tướng cơ bản như vậy thôi để leo lên cao thủ, cố gắng chỉ những cái mẹo cơ bản để anh em có thể cùng leo lên cao thủ với mình nha. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Lòng anh thương nhớ em.